Xin giới thiệu với các bạn, đây là một cái bộ hệ thống lái hoàn chỉnh. Đấy, bao gồm vô lăng, ổ khóa, ốp nhựa, bộ công tắc. Cái này là cột lái trên này. Đấy, cột lái dưới này. Cột lái dưới này thì nó có cái khớp có thể trượt lên, trượt xuống như này được. Đây chính là cái khớp ở điểm này. Đấy, để tránh cái tình trạng khi các bạn gắn thương lái cố định với lại cái cầu ấy thì nó sẽ xảy ra cái hiện tượng là nhún lên nhún xuống hoặc là thước lái gắn ngoài. Cái thước lái thì ở đây nó có cái bi cầu này, và đây nó có cái bi cầu này, cho nên các bạn nhìn nó cứ bị bẻ ngoẹo này, thực ra nó không phải lỗi mà cái khớp này nó có thể bẻ qua bẻ lại như này được. Còn đây là cái ống lối, lối từ cái thước ra cái cầu trước. Cái ống lối này nó sẽ có nhiều cỡ khác nhau nhé, thì các bạn lưu ý là cái ống lối này sẽ tùy theo chiều rộng cầu khác nhau này. Thì các bạn nào mà mua hàng không có yêu cầu thì mình sẽ đưa ngẫu nhiên, còn bạn nào mà có yêu cầu cho cầu dài bao nhiêu thì các bạn phải báo trước thì để mình chọn các cái khẩu độ cho nó phù hợp. Đấy, đấy nhá, một bộ hoàn chỉnh là như vậy. Còn các bạn mua một cái bộ cơ bản thì nó sẽ không có cụm công tắc, ốp nhựa và ổ khóa, nó thiếu 3 món. Ở đây là toàn bộ cái hệ thống của nó. Đây các bạn đặt hàng thì liên hệ 0983 818 955. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Ngoài ra thì để xem chi tiết hơn thì các bạn có thể tham khảo thêm ở trong trang web xe điện motordien.com nhé. Tên trang web mình để ở dưới video này, các bạn có thể tham khảo thêm trong trang web của mình. Nó sẽ có đầy đủ hơn và có nhiều lựa chọn hơn, dễ tìm kiếm hơn. Thì các bạn vào trong trang web xem thêm.